Hello V9 đã nhận được phản ánh của người dân ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong phản ánh thì người dân bày tỏ sự lo lắng do có đường điện hạ thế mất an toàn ngay tại nơi mình sinh sống. Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại đường 898 hẻm 12 phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, đường điện hạ thế tại khu vực này đang bị nứt nhiều đoạn, để lộ phần lõi bên trong, dẫn đến nguy cơ dễ chập điện, gây cháy nổ, khiến họ luôn phải sống trong cảnh bất an. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh này của người dân thì phóng viên VTV9 đã đến xác minh sự việc và ghi nhận hiện trạng. Hẻm 12, đường 898, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có đường dây điện khoảng hơn 200m đi qua khu dân cư với gần 40 hộ dân, nhiều đoạn đã nứt vỏ, trơ lõi. Đường dây điện này là cũng lâu năm rồi cũng là mười mấy năm, 20 năm rồi á, thì trải qua thời gian nắng mưa thì nó bong tróc mấy cái vỏ ngoài, thì chờ nó thấm nó chập cháy. Tôi đã kiểm tra, tôi thấy nứt lòi ruột quá chừng, rất là nguy hiểm. Mùa mưa đã sắp đến rồi, nó chập cháy nổ bất cứ lúc nào không hay, cho nên bà con ở khu phố này ra sống rất là hồi hộp, rất là không an tâm. Nhiều hộ dân sống ngay dưới đường dây điện, khoảng cách từ dây điện đến mái tôn chỉ vài chục cm. Do vậy, nỗi lo sợ của những hộ dân ở đây luôn thường trực, không biết lúc nào sự cố xảy ra. Hơn nữa, sự cố về điện là sự cố mà người dân khó có thể chống đỡ được. Người dân mà ở khu này mà đi dưới cái đường dây mà vỏ nó không an toàn vậy thì nó rất là hồi hộp, không an tâm. Điều thứ hai, không biết là mai rủi rớt mình lúc nào đâu có biết được. Trước tình trạng này, nhiều hộ dân sinh sống tại đây mong muốn chính quyền địa phương và ngành điện lực thành phố sớm có phương án thay thế đường dây mới để người dân an tâm đi lại và sinh hoạt, nhất là đang trong mùa nắng nóng cao điểm và mùa mưa lại sắp tới gần. Trong 24 giờ qua, đường dây nóng Alo V9 tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của người dân qua số điện thoại là 0389 247 247. Sau đây là một số thông tin đã tiếp nhận. Khán giả tại phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh công trình xây dựng tại số 430-430A Nguyễn Thị Minh Khai khi thi công đã gây nứt tường, sụt lún và bị nghiêng các nhà liền kề. Dù Ủy ban Nhân dân quận 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng đơn vị thi công công trình vẫn chưa tiến hành sửa chữa, khắc phục cho các nhà dân bị ảnh hưởng. Khán giả tại phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh cơ sở sản xuất gỗ tại địa chỉ 1798 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động khoảng 3 năm nay, gây tiếng ồn, bụi gỗ và mùi sơn BU làm ảnh hưởng tới đời sống của cư dân. Người dân mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét và chấn chỉnh hoạt động của cơ sở này. Người dân ở tổ dân phố Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phản ánh đường ở tỉnh lộ 44B, đoạn đi qua địa phận xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu mới được mở rộng thêm và làm giải phân cách nhưng không có đường dẫn vào khu dân cư. Muốn vào được nhà, người dân phải đi hết giải phân cách rất xa, gây bất tiện. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng xem xét và có giải pháp phù hợp hơn.